Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 4 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh thấp hoạt động yếu kết hợp với hội tụ khí quyển mực 3.000 đến 5.000 m nên các tỉnh vùng núi sáng nay vẫn xuất hiện mưa rải rác, trong đó thì một số nơi xuất hiện mưa vừa mưa to như Mường La, Sơn La, Lào Cai hay Lai Châu. Còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng phổ biến có mưa vài nơi vào sáng sớm với lượng không nhiều. Trong trưa chiều nay thì mưa sẽ giảm hơn, đôi lúc hửng nắng yếu, tiết trời còn khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá 33 độ. Dự báo sang ngày mai thì rãnh thấp gây mưa sẽ nâng trục dần lên phía Bắc nên mưa sẽ giảm dần tại các tỉnh vùng núi. Ban ngày thì trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Ban ngày trời sẽ khô ráo và có nắng thuận lợi hơn cho người dân tại những khu vực này khắc phục những hậu quả sau mưa lũ kéo dài nhiều ngày liên tiếp vừa qua. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi thì cao hơn và cảm giác hơi oi nóng. Đáng chú ý là khoảng từ chiều tối ngày 6 sang tới ngày 7, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống và đây là tác nhân đẩy rãnh thấp xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến trời chuyển nhiều mây hơn, mưa rào và dông thì sẽ xuất hiện trở lại với diện rải rác, nên nhiệt độ thì cũng sẽ giảm dần. Tại khu vực Trung Bộ, trong những ngày tới, thời tiết duy trì ổn định. Trời phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay và hai ngày tới vẫn đạt mức 32 đến 35 độ. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ là 34 đến 36 độ. Khoảng từ đêm 6 sang ngày 7 tháng 9 thì do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống nên các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì trời cũng chuyển nhiều mây, mưa xuất hiện trở lại trên khu vực. Cường độ mưa sẽ tăng dần và khả năng sang ngày 8 sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to. Do có mưa nên từ ngày 7, nhiệt độ tại các tỉnh này sẽ giảm khoảng 2 đến 3 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ít chịu tác động của hình thế gây mưa nên thời tiết vẫn ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt dao động từ 32 đến 36 độ. Trở vào với khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ khá mạnh, vì vậy mưa đã tăng cả về diện và lượng trong ngày hôm qua. Cường độ này thì sẽ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai, sau đó sẽ tạm thời giảm trong ngày 6. Sang ngày 7 tháng 9 thì mưa dông sẽ tăng trở lại. Người dân cần đề phòng với hiện tượng ngập úng tại khu vực trũng thấp. Còn vào ban ngày thì nắng xuất hiện gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới dao động từ 28 đến 32 độ và Nam Bộ là khoảng 30 đến 33 độ. Trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 5, ngày 6, mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Sang ngày 7, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt giảm, cao nhất ngày khoảng 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày mai trời phổ biến, chỉ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Sang đến ngày 6, ngày 7, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng từ đêm 6. Nhiệt độ giảm dần, cao nhất ngày 6 đạt khoảng 30 đến 33 độ và tiếp tục giảm nhẹ khoảng 1 độ trong ngày 7 tháng 9. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 5, ngày 6, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 33 đến 35 độ. Sang ngày tiếp theo, phía Bắc khu vực có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong các ngày từ 5 đến 7, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ 3 ngày tới đạt mức cao 34 đến 36 độ, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên từ ngày 5 đến ngày 7, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ trong ngày 5, 6, thời tiết chủ đạo là ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 7 có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới dao động từ 30 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày mai trời phổ biến chỉ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày đạt từ 32 đến 34 độ. Sang hai ngày tiếp theo, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng đêm 6. Nhiệt độ giảm dần, cao nhất ngày 6 đạt khoảng 30 đến 33 độ và tiếp tục giảm nhẹ khoảng 1 độ trong ngày 7 tháng 9. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới phổ biến không mưa, ngày trời nắng, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, gió hoạt động với cường độ chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Ngoài ra, với khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam duy trì với cường độ ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7,
Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Bản tin thời tiết 12 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.